Kính chào bà con các bác nha. Mọi người thấy gì không? Đây là nghệ thuật đường phố nhỏ nhỏ ở bãi biển thôi. Ở dưới là mấy đứa tiểu yêu chơi á. Này ra biển cạn quá, làm sao rồi đi mò cua bắt ốc giờ. Còn đi hái rau muống bán nữa. Nước cạn quá là chết tôi rồi. Làm sao bữa nay tôi đi đạt chỉ tiêu 5 ký ốc, 2 ký rau muống. Nhà cũng hay hết ta. Rồi, có món bự quá ta. Bảo đảm luôn, mấy xà bông giặt đầu á. Xà bông Omo đúng rồi. Xà bông Omo. Có đâu lạ trời, ai cũng coi dính có đâu lạ. Nhiều chuyện. Tôi đâu có nhiều chuyện đâu, tôi rảnh thôi chứ tôi không có nhiều chuyện nha. Mấy bà này quá nhiều chuyện quá. Ông này ổng đang quảng cáo cho nhãn hiệu xà bông Omo á. Thôi coi chơi chốc thôi, còn để đi mò cua bắt ốc đó, này nước cạn à. Ốc với nghêu với gu đất đây nhiều lắm nha, chỗ này nè. Nhiều dữ lắm. Ở bên kia là Whisby Island á. Quay đúng giọng luôn. Ok bye nha mấy mấy cà ca. Em phải đi mò cua bắt ốc. Giờ nước cạn quá, để thôi mấy con gu đất mấy con ray giật em á, nó buồn. Nó nói này gà không mày bắt ở trên á, nó nằm dưới hoài cái nó buồn. Bye mọi người nha, bye bye.